Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con LG G8 bản Hàn các bác nhé. Và đây là màu đỏ. Thì hai con máy này nó là gần như là mới 100% các bác nhé. Nó gần như là không có vết xước nào cả, bởi vì nó được thay bởi cái bộ màn hình mới tinh này. Đấy, bộ màn hình mới tinh này, nắp lưng cũng mới tinh này, vân tay chỗ này cũng mới tinh luôn các bác nhé. Đấy. Ngay cả cái cụm bo sạc này này cũng là mới tinh luôn các bác nhé. Đấy. Khay sim cũng mới tinh các bác nhé, và ngay cả cục pin này cũng là mới tinh các bác nhé, và là pin zin new các bác nhé, có nghĩa là zin và chưa hề sử dụng luôn. Đấy, các bác nào yên tâm nhé. Đấy. Cái con này thì thực ra là nếu mà nói cũ thì nó chỉ phải là sử dụng lại cái bộ main cũ thôi. Thì đây, cái bộ main cũ thì các bác cũng yên tâm là hoàn toàn chưa hề có sửa chữa hay là đụng chạm gì các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Còn keo tản nhiệt các thứ bình thường hết các bác nhé. Đấy, cho các bác yên tâm. Đó, cho các bác yên tâm nhé. Thì em đã làm trước một con rồi. Thì đây này, cái con này, cái con là em hoàn toàn em chưa có ráp lại nhé. Thì em làm trước một con để em xem là nó còn áp suất không ấy. Thì đây các bác, cái con này em đã làm xong rồi nhé. Và có áp suất nhé. Tí nữa em sẽ test cho các bác xem nhé. Còn đây là cái lắp lưng này, đây là cái lắp lưng mà nó có sẵn cái gioăng gioăng dán này. Thì cái gioăng này nó sẽ cho, nếu mà làm tốt những cái chỗ đằng trước này này, thì khi mà hịn vào ấy, nó sẽ có chống nước các bác nhé. Đấy, thì em cũng hy vọng là cái con này nó sẽ có chống nước, nếu mà sau khi em ráp lại thì nó sẽ có chống nước. Thì đây, cái con mà em đã ráp ráp trước rồi đây, thì các bác yên tâm nhé, cái con ráp trước này nó cũng y chang cái linh kiện như em vừa nói thôi. Thứ nhất là bộ khung này, bộ lưng này, vân tay này, cụm chân sạc ấy, nó là mới tinh các bác nhé. Pin cũng là pin zin new mới tinh. Đấy, thì đây em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình nó qua qua được các bác nhé, tại vì nó là mới tinh rồi cho nên nó chả có gì phải xem cả các bác ạ. Đây, cụm cao tư thì các bác yên tâm, nó là mới đét luôn. Cạnh dưới đây không có vết xước gì đâu các bạn. Đấy. Cạnh trái đây. Đấy, các bác yên tâm, em nói qua thôi chứ nó có vết xước gì đâu mà soi được. Đấy. Yên tâm nhé. Cho yên tâm. Màn hình này thì chắc chắn một điều là nó chưa hề có vết xước rồi, em còn chưa bóc cái miếng dán màn hình ra mà các bác. Cái miếng bảo vệ màn hình thôi. Đấy, thì em sẽ test luôn cái áp suất cho các bác xem. Camera các thứ thì các bác yên tâm nhé. Em tất cả chức năng các thứ em đều test rất là kỹ rồi. Cho nên các bác không phải lo về cái việc mà các chức năng trên con này nhé. Em chỉ cho bác xem cái áp suất xem nó nhảy như thế nào thôi. Đây. Thì cái mã của con G8 Hàn đấy, nó là 820. Thì riêng về G8 ấy thì nó có G8 Hàn và G8 Mỹ. Thì G8 Hàn ấy là nó sẽ có ba cái camera ở đằng sau này các bác nhé. Đấy, nhiều anh em mua là chú ý nhé. G8 Hàn có ba camera đằng sau, và chắc chắn một điều là G8 Hàn ấy song sánh nó sẽ ổn định hơn. Em nếu mà theo kinh nghiệm của em là em dám khẳng định như vậy. Mấy chức năng này thì thôi em cứ lướt qua một tí cho các bác xem. Đấy. Cảm biến tiếp cận, chuông này. À, rung ok này, chuông này, mic này, ok này, ok này. Đấy. Có cái cảm ứng này thì cũng cứ test qua cho các bác, lại cho các bác biết. Đây, quan trọng là cái áp suất này. Nếu bác nào thích áp suất, thực ra là em cũng phải nói luôn là không phải cứ máy còn áp suất là máy zin đâu các bác nhá. Zin gọi là zin zin nguyên bản, zin đét đấy. Zin đét và zin nguyên bản có nghĩa là máy đấy xuất xưởng ra mà chưa hề có người nào động chạm vào, chưa hề có chuyện tháo mở ra cái gì cả. Còn trên thị trường anh em cũng nói là máy zin thì chả biết zin kiểu gì, kiểu là zin lắp ráp từ những linh kiện zin như em đây thì là vẫn ok các bác nhá, vẫn ok, nhưng mà cũng chưa chắc đâu, tại vì các bác không tháo ra thì các bác không thể biết được. Còn em đây, em bán máy ra thì em thường thường em sẽ tháo ra cho các bác xem như thế này để các bác yên tâm về con máy của các bác. Nó chắc chắn một điều là đồ bên trong cái thứ nó là zin đấy.
nên các bác cứ yên tâm. Tuy nhiên thì giá thành nó sẽ cao thôi, cái đấy thì các bác hết sức thông cảm. Đây, áp suất bây giờ nó đang là 1018.81 đúng không? Ấn này. Đấy, nó lên đến 1019 rồi các bác. Đấy, 94 luôn. Đấy, thì con này ấy, nó phải nhảy được tầm khoảng 0.6. Đấy, đoán đoán tầm thế. Thì BLG thì nó sẽ nhảy ít ít tầm tầm đấy thôi, chứ nó không nhảy cao đâu, không nhảy cao như Sony đâu. Cho nên là các bác nào mà mới biết đến LG thì nhiều khi thấy như vậy là yếu, nhưng không phải đâu, nó vậy là rất là ngon rồi. Đấy, ok các bác. Đó. Và con này thì em cũng hy vọng là sau khi em ráp tất cả các đồ vào thì nó cũng sẽ có suất như vậy. Thì là em đang bán với giá là 3 triệu các bác nhé. Đấy, thì cái máy này với cái mức giá 3 triệu thì thực sự là nó, nếu mà so với những anh em khác đang bán thì nó sẽ hơi cao. Nó sẽ hơi cao tại vì những linh kiện em nhập đây nó đều là linh kiện zin hết và nó là mới tinh hết đấy, và đảm bảo về chất lượng cho các bác dùng an tâm đấy. Chứ còn nếu mà các bác mua chỗ nào cũng được thôi, các bác chú ý là test cho nó kỹ thôi. Ok, anh em nào mà cần con này thì liên lạc em ở số ở góc màn hình đây các bác nhé. Ok, chào các bác.